Vì sao Đức Phật không dùng thần thông làm Phật sự? Chúng ta nên biết, nếu Đức Phật lấy thần thông làm Phật sự, nói với chư vị rằng yêu ma quỷ quái cũng có thần thông, như vậy trở thành không có năng lực phân biệt giữa Phật và ma, dễ bị mắc lừa. Ma mê hoặc người, Phật chân thật, Ngài không mê hoặc người. Phật làm là chánh đạo, Ngài không đi lôi kéo tín đồ, Ngài chỉ độ người có duyên mà thôi. Phật là sư đạo, sư đạo là chỉ nghe đến học, chưa nghe thì đến dạy. Phải hiểu đạo lý này. Ma không như vậy, ma là lập dị, thường dùng những phương pháp dị đoan để mê hoặc chúng sanh. Họ có thần thông. Trong nhà Phật có thần thông chăng? Có, nhưng không lấy thần thông làm Phật sự. Phật lấy tam học giới định tuệ, lục độ giúp chúng sanh. Điều này ma không làm được, ma không biết. Nói về tam học lục độ, ma không biết. Đây chính là vì sao Đức Phật không lấy thần thông làm Phật sự. Nguyên nhân chính là như vậy. Trong nhà Phật có Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian chăng? Vấn đề này chắc chắn có. Quý vị xem trong Đại Tạng Kinh có thần tăng truyện. Chúng ta xem trong thần tăng truyện, các bậc cao tăng rất nhiều vị là chư Phật Bồ Tát tái sanh, nhưng họ nhất định không bộc lộ thần thị. Thần thế bộc lộ, họ lập tức ra đi. Đây là thật, không phải giả. Nếu thân thế đã lộ mà họ không đi, đó là giả, không phải thật. Ngày xưa đích thực, chỉ cần bị người phát hiện thân thì họ liền ra đi, không lưu lại thế gian này. Thế nhưng hiện nay rất nhiều. Trước đây ở Mỹ, tôi nghe nói có pháp sư, có cư sĩ là Phật Bồ Tát tái sanh. Thân thế họ bị bộc lộ, bộc lộ nhưng lại không đi. Như vậy không phải thật. Trường hợp của cổ nhân bày ra đó, bộc lộ thân thì họ lập tức ra đi, không đi mà lưu lại thế gian mê hoặc quần chúng. Vì sao nói Phật Bồ Tát tái sanh? Cũng chỉ để lừa gạt chúng sanh. Mục đích không phải là danh văn lợi dưỡng đó sao? Điều này nhất định phải biết. Những năm gần đây, tin tức nhảm nhí về những vấn đề này truyền đi ngày càng nhiều.
Tôi nghe được không ít. Chứ vị học Phật cần phải có nhận thức đúng đắn, không được có tà tri tà kiến. Nhận thức chính xác.
Đa Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.